Netizen xứ Trung và dàn tỷ tỷ đạp gió yêu thích MV Phai Đinh Du, ủng hộ cho Chipu cùng Phai Đinh Du. Người hâm mộ Việt Nam ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thuê nguyên dàn máy, thậm chí là một phòng PCI để cày view. Hiện tại, fan Việt và Trung đều kêu gọi nhau cùng tăng lượt xem, đưa MV Phai Đinh Du top đầu thịnh hành của YouTube. Trên Weibo, Nương Nương Thái Thiếu Phân chia sẻ bài đăng MV của Chipu với caption: "Quý cô xinh đẹp, em đỉnh nhất." Hai tỷ tỷ khác của đạp gió 2023 là Cung Lâm Na và Tăng Khả Ni cũng đăng bài ủng hộ Chipu. Phai Đinh Du có hai phiên bản MV lời Việt và lời Trung, là single tiếng Trung đầu tay. Cư dân mạng cũng để ý tới phản ứng của Cnet đối với sản phẩm lần này của Chipu. Số đông dành lời khen cho phần nhìn mãn nhãn từ bối cảnh cho tới visual của Chipu và Phan Chị Hân. Có cư dân mạng bình luận Chipu và Phan Chị Hân đẹp đôi tới mức làm họ quên nghe nhạc. Phát âm tiếng Trung của Chipu được nhận xét tiến bộ thấy rõ, khá dễ nghe. Cnet khen ngợi chất giọng của Chipu đặc biệt ma mị, quyến rũ trong Phai Đinh Du. Chipu có tổng cộng 7 tạo hình trong MV, nhưng visual trong chiếc váy đỏ của cô khiến nhiều người mê mệt nhất. Các fan Trung cũng chọn outfit này và những set quay trong trang phục này là đỉnh nhất MV.